Vâng, xin chào các bác. Hôm nay em làm một cái clip khá là đặc biệt. Em nghĩ có lẽ là trên toàn thế giới chưa ai làm cái thứ công việc như thế này. Trước mặt các bác đang là một cái cặp loa, nó đi theo một cái bộ dàn mini của hãng Panasonic. Cái bộ này thì nó có tích hợp cả ổ cứng ở bên trong thì ạ. Gọi là dàn mini tích hợp ổ cứng của Nhật, của hãng Panasonic. Đây là cái loa loa chính. Thế thì cái điểm khác biệt của cái dòng dàn này là gì? Đó là nó sẽ kết nối giữa cái thớt dàn và cái loa chính này bằng một cái sợi cáp. Đó. Có nghĩa là cái thớt dàn nó sẽ phải lấy nguồn nuôi từ ở cái loa chính này, đồng thời là nó sẽ truyền tín hiệu đến cái loa chính này, và từ cái loa chính này thì những thành phần linh kiện như là tăng phô nguồn, IC công suất và phần nguồn cấp trước nó sẽ nằm ở đây. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là đối với cái dòng dàn này, nếu như không có cái loa chính để nuôi nguồn ấy, thì cái thớt cũng coi như bỏ. Hoặc giả như nếu như mất cái sợi cáp kết nối giữa cái loa chính này với cái thớt dàn thì cũng hết sức là khó khăn. Thực ra thì đối với những người thợ thì người ta có thể là câu dây từ cái loa chính này sang cái thớt thì cũng được, nhưng mà nó thực sự nó cũng không khả thi lắm. Cái cặp loa này khi nó về đến tay em ấy, đầu tiên là em cũng định là thôi thì nối dây ra bán nó với tư cách của một cặp loa mini thông thường. Nhưng em chợt nảy ra một cái ý định, một cái thứ gọi là một cái ý tưởng nó lóe lên ở trong đầu em. Đó là ở trong cái cặp loa này nó có đủ IC công suất, nó có đủ phần công suất. Vậy tại sao mình không cải tiến nó để biến nó thành một cái loa vi tính nhỉ? Em thì không phải là thợ, nhưng nếu cố gắng em vẫn có thể làm được. Bởi vì em thấy cái cấu hình của cái cặp loa mini này nó cũng tương đối là khá. Với một cái bát là 10 cm, màng carbon gân cao su và một cái jack khá là lớn. Đây là cái loa vệ tinh của nó. Và cái công suất của loa nó cũng tương đối, chứ nó không thấp. SX800 các bác nha. Bộ này là bộ SX800. Với cái công suất là 40W một thùng, trở kháng là 6 ôm. Đó, hàng về nó còn cắt mất cả dây loa của em đây. Đây là cái quạt ở tản nhiệt cho phần công suất. Đây là cái đít phía sau. Panasonic FA800, công suất tiêu thụ là 60W, điện áp sử dụng 100V. Bây giờ chúng ta sẽ soi xem là cái ruột gan của cái phần nguồn kiêm công suất này nó như thế nào. Một cái tăng phô khá là lớn, xứng đáng với 60W. Đây là cái tăng phô nguồn cấp trước. Ngay bên dưới nó là một cái rò le để đóng cắt cho nguồn chính. Và đây là cặp tụ lọc nguồn chính. Đây là cái hệ thống rắc cắm để kết nối cái sợi cáp giữa cái loa chính này với cái thớt dàn. Và đây đây là cái đường dẫn ra loa vệ tinh bên kia. Và cái con IC công suất là con này. Xin nói với các bác, đây là một dạng MOSFET nha. Nó không phải là IC-STK, mà đây là một cái dạng sò MOSFET của hãng Panasonic. Em đang trong cái giai đoạn mò mẫm để cấp nguồn
cho cái tăng phô này. Vấn đề để cấp nguồn cho tăng phô nguồn chính ấy thì nó dễ thôi. Cái quan trọng nhất đó là em phải câu được cái đường tín hiệu. Và em đang câu đi ạ. Câu cái đường tín hiệu từ cái phần phần này đưa vào con IC công suất kia. Và từ đó là mình dòng hai cái dây này ra. Tất nhiên là khi mà dòng ra thì mình sẽ không chỉnh được volume. Volume chỉnh bát chắc là phụ thuộc vào mạch bên ngoài. Nhưng chỉ cần câu được ra ngoài thì cũng đã là thành công đến 50% rồi các bác ạ. Cái vấn đề volume ấy thì chúng ta có thể điều khiển bên ngoài, không có vấn đề gì. Đây là cái đường cáp để kết nối từ cái loa chính này vào cái main này. Em thấy đây là một cái việc mà chưa, một cái thứ công việc mà em chưa thấy có cái shop audio nào làm. Nhưng mà em sẽ làm trong một cái hoàn cảnh là không có đồng hồ, có mỗi cái mỏ hàn vỡ vỏ thôi. Nhưng em nghĩ bằng sự cố gắng em sẽ làm được. Và sau khi làm xong, em sẽ có video test ở đoạn sau đàng hoàng. Mong các bác chú ý theo dõi. Vâng, em đã chế cháo xong xuôi. Nói chung mất khá nhiều thời gian các bác ạ. Và bây giờ trước mặt các bác đang là một cặp loa vi tính của Panasonic với tên mã là SX800. Có một cái điểm hơi khác biệt một chút, đó là cặp loa vi tính này không có volume, không có chỉnh bass, không có chỉnh jack. Chúng ta sẽ chỉnh những cái thứ đó ở trên cái điện thoại của chúng ta. Và bây giờ em sẽ cho nó chơi với một đoạn nhạc hòa tấu organ cho nó sôi nổi nhé. Cho nó thử sức với một cái đoạn nhạc không lời. Bây giờ em sẽ cho nó chơi với một cái đoạn nhạc có lời đi. Đời lính đánh trắng tay yêu em nhiều
bao năm ngại cưới. Sở tình vậy chính thương đơn, khi đời mình nghèo khó mãi sau. Để rồi hôm nay xót xa khi nhìn người mê kiếp xa hoa. Phận nghèo như con nước trôi đưa, con thuyền nơi đâu là bến. Mộng tình xin kiếp mong manh, bao ngày sầu ngập mãi xuân xanh. Đường về hôm nay vắng tanh, mưa lạnh lùng qua mái tranh xưa. Tranh lòng thương nhớ mơ. Như vậy là anh em chúng ta đã trải qua hai cái phần đoạn test ở nhạc không lời và nhạc có lời. Sẽ cần phải nói thêm một chút về cấu hình của cặp loa độ này. Chúng ta gọi nó là một cặp loa vi tính hai đường tiếng với bát 10 cm, màng carbon gân cao su, và gân này là gân zin, nó vẫn còn xài được, chưa đến nỗi phải thay. Một cái điểm cần lưu ý đối với bất cứ bác nào mua cặp loa này, đó là đừng có tò mò sờ vào gân của nó làm cái gì, đừng có đụng tay vào nó thì chúng ta còn xài được tiếp. Chứ bây giờ ngày nào cũng mở loa ra xong là sờ tay vào ấy thì 3-7-21 ngày là nó sẽ tan. Bát 10 cm màng carbon gân cao su và âm bát nó đánh là có lực thực sự. Và một cái check khá lớn, cỡ tầm 6 cm màng polymer, và cái check là từ kép. Về các tuyến loa là đẹp miễn bạc. Bây giờ em sẽ xoay phía sau để các bác xem cái quá trình độ mót của em. Các bác thấy là trong quá trình độ là em cũng có phi vào tay, máu phọt ra, và em đã phải tạm thời cho tí thuốc lá vào đây, xong rồi quấn băng keo vào để làm video. Cái nghề này đổ máu là chuyện bình thường các bác ạ. Nhiều bác chưa tưởng tượng được đâu, tại sao lại đổ máu? Là bởi vì những cái thứ sắt thép này này, cạnh nó rất chỉ là sắc, trong quá trình mà mình lắp ráp của mình không cẩn thận là có thể gây đứt tay ngay. Đó là một. Cái thứ hai là bọn em, như em là một thằng tất cả trong một, ví dụ bác nào mua đồ của em ấy thì cũng chính tay em là người đóng gói hàng. Ở trong cái quá trình đóng gói hàng ấy, cái chuyện phi dao dọc giấy vào tay là chuyện bình thường, và máu cứ phụt ra là chuyện bình thường thôi. Chúng ta sẽ soi lại một chút. Ở đây là đường bông sen, và em đã chế móc từ ở bên trong loa móc ra. Đó. Cũng tương đối dài. Bác nào mua cái loa này yên tâm là vấn đề cắm là không lo. Còn dây nguồn số 8, bác nào mua cái bộ loa vi tính để tự trang bị dây nguồn số 8 nha. Do shop em độ này hẻo không có dây nguồn kèm theo. Đây là hệ thống dây nối từ loa bên phải sang loa chính. Loa bên tay trái này thì do hai cái đầu rắc này là nó giống nhau, em phải đánh dấu một cái màu đỏ. Lúc nào mua cứ lưu ý này, cái màu đỏ là cắm vào đây, còn cái không đánh dấu gì thì cắm sang bên này, đơn giản vậy thôi. Có một cái rào cản liên quan đến kỹ thuật, đó là gì? Đó là cái quạt tản nhiệt. Thực sự cái quạt này là một cái pha rất chi là khó, bởi vì quạt nó được điều khiển bằng CPU, bằng vi xử lý từ cái thớt dàn nó đưa tới. Trong khi đó là chúng ta hoàn toàn là không có cái thớt giữa, và em cũng đã phải loay hoay vất vả tạo ra một cái nguồn hạ áp cấp riêng cho cái quạt này. Tại sao lại phải cho quạt chạy ngay từ đầu? Bởi vì trên cái bộ loa vi tính mod của chúng ta, con IC công suất nó là một cái con khá là đặc biệt, nó xuất ra hai cầu các bác nhé, cầu bát riêng, cầu check riêng. Và đây là một cái dòng mà em đánh giá đây là dạng MOSFET. Mà MOSFET thì bao giờ nó cũng có một cái độ nóng tương đối. Chính vì thế em cố gắng để làm sao cho cái quạt này nó chạy ngay từ đầu, để cái quá trình tản nhiệt của con IC nó được tốt hơn. Loa vệ tinh bên này đẹp miễn bạc. Một cái điểm cần lưu ý này, vì dòng này thì như cái loa này lỗ thông hơi nó đặt phía sau. Khi bác nào mua cái bộ này, nếu mà kê kích loa ấy, thì phải cách cái đít loa này cách tường khoảng 20 cm để loa nó còn có đường thở nha.
Phải nói là rõ ràng là không hề có mạch chỉnh bát chắc. Volume thì nó dễ rồi, he. Nhưng cặp loa của chúng ta đánh tiếng cực kỳ sáng. Nó thực sự là rất ấn tượng nếu mà so trong cái phân khúc gọi là loa vi tính. Em sẽ... Mà thôi, chúng ta test vậy đủ rồi. Đây là hai cái e-căng. Nói chung đầy đủ. Đây là cái nẹp chạy bằng nhôm ha. Đầy đủ nhưng mà e-căng có chày, không e-căng không gãy. E-căng có chày rách nhưng không gãy. Và ngày hôm nay các bác đã được thấy ở những cái món đồ của Nhật, ví dụ như những cái bộ dàn mini mà có tích hợp ổ cứng của Panasonic, ví dụ như là bộ này. Khi mà cái thớt của nó xảy ra lỗi chẳng hạn, thì chúng ta vẫn hoàn toàn có thể chế cháo cái cặp loa của nó thành một cái cặp loa vi tính để chúng ta chơi tiếp, chứ chúng ta dứt khoát không chịu thúc thủ nha. Người Việt Nam chúng ta là một trong những dân tộc có khả năng sáng tạo vào bậc nhất thế giới. Một cái ví dụ điển hình, một cái ví dụ khiến cho cả thế giới phải khâm phục, đó là gì? Đó là Việt Nam là nước duy nhất cho đến thời điểm này bắn rơi được vài chục cái máy bay B-52 của Mỹ, được mệnh danh là pháo đài bất khả xâm phạm. Pháo đài khỉ mẹ gì mà để cho mấy ông bộ đội phòng không Việt Nam bắn rơi đến trên 30 cái trên bầu trời miền Bắc Việt Nam. Rơi nhiều tới nỗi chính phủ Mỹ bắt buộc phải ký hiệp định Paris rút quân về nước. Mỹ mà nó không rơi chừng đấy cái B-52 thì còn lâu nó mới buông tha cho Việt Nam chúng ta. Đó, nói vậy để các bác thấy anh em chúng ta đều là những con người đều có năng lực, có khả năng sáng tạo. Chẳng qua là chúng ta có sờ đến những cái thứ này hay không mà thôi. Giá thì nói thật với các bác thế này, em bán cho nó vui thôi. Và bác nào là người am hiểu về đồ và thực sự hiểu được cái thứ công việc, cái thứ giá trị mà em đang làm, thì có thể ôm cái cặp này về chơi nha. Chúng ta có thể chơi đa dạng, có thể dùng nó làm loa tay, loa lời trong những bộ hát karaoke. Nhất là đối với những bác mà hiện tại đang sở hữu những cái con vang số, vang cơ có cái đường mà xuất layout đưa sang cái hệ thống âm ly khác ấy, thì chúng ta có thể kết hợp với cái cặp này để làm loa lời. Bên trong có công suất sẵn rồi, chúng ta lấy cái đường bông sen xuất ra ở những cái vang số, vang cơ dẫn vào cặp loa này, và thế là chúng ta có một cặp loa lời thôi. Hoặc chúng ta cũng có thể dùng cặp này để chơi solo ở trong phòng ngủ, phòng nhỏ tầm từ 10 tới 12 mét vuông. Nói chung là khi rơi vào tay cái người mà người ta hiểu đồ, hiểu chuyện ấy, thì cặp loa này nó thực sự là còn hết sức là hữu dụng. Vâng, phần trình bày của em đã xong. Và bác nào có nhu cầu muốn sở hữu cặp loa độ có 102 trên toàn thế giới này thì liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại em để ở chú thích bên dưới video. Xin cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian cho video này.